Đó, đang quay nhá, đừng anh nào nói bậy nhá. Để ghi lại trong cái giây phút đây, đây đây phó bản này. Đấy, đấy, đấy phó bản. Để tóc bạc gặp ai thì không thể xảy tai nạn này chết. Đang định hình mặt bóng. Thế này nó mới lên khung được chứ. Xếp ra thì nó mới khung gian nào gian đấy. Còn nó kia nó là cái ao thôi. Là phải xếp lại định hình thành cái khung móng được. Hai bên hai bể. Tôi đang quay thì cứ kéo quần thì thằng nó bất sự. mai có quần đùi nữa không thì lỗ hết hàng. gửi cho đến này mà ta đưa lên Facebook cái viên nó nhìn thấy rồi.